Tôi đang siêu âm cho một cô bệnh nhân 40 tuổi, thì cổ đang điều trị basodo, tức là bướu cổ cường giáp á, cái bướu mà tự miễn, cái bướu viêm giáp á, là ở chỗ khác. Thì hôm nay cũng muốn tới chỗ bác sĩ Ngọc. Những lần trước cổ siêu âm á, thì không có phát hiện bướu, nhưng mà lần này tôi siêu âm thấy có bướu. Bướu đây, cái này là cái mô giáp bình thường. Cái phần trắng trắng là mô giáp bình thường, tuyến giáp bình thường nó màu trắng vậy, và đây là mô bướu, và có những chấm sáng này là những cái nốt vôi nữa. Rồi ở đây là tôi chụp cái hình cho rõ nhất ha, rõ nhất là bây giờ mình sẽ nhìn trên hình ảnh động nha. Qua clip này thì tôi muốn nói như vậy, nếu như cái người bác sĩ á, siêu âm á, họ không chuyên về ung bướu, họ không không từng làm bệnh viện ung bướu á, thì họ sẽ không nhận ra. Với lại cái nữa là cái máy rất là quan trọng, cái máy phải rõ. Đây trên hình ảnh động đó, cái phần bướu đó, và có những nhiều cái đốm vôi đó. À, và với cái hình ảnh bướu này á thì 50% đó là một nửa khả năng á, làm viêm giáp thôi, cái phần mô giáp viêm nó có đóng vôi. Và đó đó cái nhân đó đó, cái nhân đó đó, nó đó, thấy không đó. Và 50% khả năng còn lại á là có thể là một cái bướu ác tính, tức là 5 năm. Thì chiều nay bây giờ tôi chuẩn bị làm xét nghiệm tế bào cho cổ, 3 giờ chiều nay cùng ngày thì sẽ biết được nó là mô viêm hay là nó là mô bướu ha.